Hello mọi người, nay làm về hơi tối. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua là dòng này sẽ là dòng rơ le, dòng chạy thông minh. Thứ nhất á, là đây là cái bồn nước. Đây là cái bồn nước á. Mình sẽ lấy nước từ trong cái bồn này chạy qua con bơm này. Nước từ đây này đi qua con bơm này. Ok chưa? Việc đầu tiên mình sẽ test cho mọi người là mất nước nó sẽ tắt bơm. Cái thứ hai nữa là khi nó rò rỉ nước như vậy nó cũng không chạy bơm. Mình có thể chỉnh được cái lượng nước rò rỉ nhiều hay ít tùy vào nhà mình. Hoặc nếu mà nhà mình mà đảm bảo là kín ống thì mình cứ chỉnh cho nó kín luôn. Nhưng mà đặc biệt nữa là dòng này nó sẽ không nén áp vào đường ống. Ok chưa? Hiện tại là mình đang mở máy này, đúng không? Cho mọi người test thử luôn. Hiện tại mình đang mở máy này. Máy đang mở nha, đang về không đúng không? Là không chạy đúng không? Bây giờ mình cũng đang cho nó rò rỉ luôn. Rò rỉ ở đây thì mọi người nhìn này. Nước này, nó cứ chảy nước trong nhà, rò rỉ cũng vừa phải thôi đúng không? Đâu mà rò rỉ nhiều như vậy được đúng không? Thì bây giờ mình sẽ mở một cái vòi lớn. Vòi kế bên nha. Ây da, mạnh quá, hai vòi. Ba vòi lắm không? Rồi, ba vòi thấy chưa? Thì mình đang mở ba vòi. Máy chạy thì nói chung là mọi người đừng có nói về tiếng ồn nữa, hầu như mọi người không nghe rồi. À, không nghe được cái ồn đâu. Thì đây, nó đang lên, nó chạy thì nó đang lên là số 44 ha. À. Rồi bây giờ mình sẽ khóa hết lại, để lại cái vòi rò rỉ này. Ok, khóa hết lại không? Rồi, con bơm đây, nó đây. Rồi nó tắt, thấy cái đèn nó cho nó về không này. Nè đèn này, nó tắt luôn rồi. Đó, nó không chạy nữa. Để chứng minh thì mình chắc phải mở cái nắp này ra không? Phong mở những cái nắp quạt ra cho mọi người nhìn quạt cho nó dễ. Mình sẽ mở cái nắp quạt này ra để mọi người nhìn cái quạt gió nó, mọi người sẽ dễ phân biệt hơn. Tại vì thứ nhất là nó êm quá, mọi người sẽ không có phân biệt. Mọi không sao. Mọi người sẽ không có phân biệt được là cánh quạt máy chạy hay không, hiểu không? Giờ mình sẽ cho mọi người là xem cánh quạt cho nó chắc. Đây nước thì vẫn cứ rò rỉ. Nước rò rỉ như vậy á thì thứ nhất là trong đường ống nhà mình không bao giờ tích áp, mọi người hiểu không? Cái thứ hai nữa là rò rỉ nhẹ thì bơm không có chạy, không ảnh hưởng tới thiết bị. Dòng bơm áp trong mình động cơ của Willow nhá. Động cơ áp mái ngang nha. Chạy cực kỳ êm, không ồn. Bảo hành 12 tháng. Đây, để mình sẽ cho mọi người xem cái cánh quạt này cho nó chắc. Rồi, giờ test lại nha. Test lại Phong ơi. Giờ Phong sẽ mở nước này. Mọi người để ý cánh quạt máy bơm này. Rồi, nó chạy, thấy chạy chưa? Rồi mở hai vòi này. Ba vòi. Bốn vòi luôn xem. Rồi, bốn vòi, vòi thứ tư hơi yếu ha. Ok, bây giờ mình bốn vòi như vậy là được. Giờ mình sẽ khóa lại, khóa hết lại không? Một vòi, hai vòi, ba vòi. Đúng rồi, cái vòi rò rỉ để im vậy. Vòi này vòi rò rỉ nha, mình sẽ để im như vậy nha. À, máy bơm đang chạy này. Đó, nó tắt rồi, mới tắt với tiêu. Nó tắt rồi nha, nó tắt tại sao nó tắt biết không? Tại vì cái lượng nước rò rỉ như vậy này, nó không đủ để khiến con bơm chạy. Nhưng mà muốn mà nếu mọi người muốn rò rỉ như vậy mà cho bơm chạy thì mình... Sorry xe chạy ổn. Nếu mọi người muốn mà rò rỉ như vậy mà nó chạy thì ok, mình sẽ set nó về không không? À về 1. Về 1 chấm. Đầu tiên sẽ ấn nó vào. Ấn giữ nút cảm ứng. Rồi, nháy rồi ấn tiếp. Vòi về không đó, vòi 1.5. Rồi. Nếu mà 1.5 thì cái lượng nước mất ra càng nhỏ nó, cái số nó càng nhỏ thì cái lượng nước mất ấy, cái bơm nó sẽ càng khiến con bơm chạy, mọi người hiểu không? Đó, con bơm hiện tại nó đang chạy. Cánh quạt đang quay này. Ok chưa? Tại vì mình set up là cái lưu lượng nước nhỏ nó cũng chạy bơm. Đó là do mọi người thôi. Đó là mọi người chọn thôi. Đó. Quá khỏe. Đang nó đang hút từ trên cái bồn sân kia xuống nha. Còn khóa nước lại không? Khóa nước cấp độ đúng rồi. Xem thử nó tắt bơm không nha. Giờ đầu vô đang khóa kìa, đầu vô đang khóa nha, nước ngoài này hết chạy rồi này. Rồi, nước hết chạy rồi ha. Rồi, sẽ xem thử nó tắt bơm hay không. Đó, nó tắt bơm. Ok, giờ mở nước cấp vô lại không. Đó, mở có nước cái bơm chạy liền. Rồi, trường hợp bây giờ nhà mình sẽ bị rò rỉ nước. Nếu mà rò rỉ nước nhiều thì bây giờ mình sẽ tăng nó lên là 4 chấm tối đa. Nếu mà đúng rồi. Đúng rồi, rò rỉ nước nhiều thì tăng lên 4 chấm nha. Ok, 4 chấm là tối đa rồi, nó sẽ từ lưu. Từ từ nha. Nó nháy xong nó từ lưu mọi người ạ.
Rồi chạy. Ok. Giờ sẽ khóa lại. Cái vòi rò rỉ là để lại thôi, còn lại khóa lại hết cho anh Phong. 1 Ok, vòi rò rỉ vẫn có nha. Nhít qua đến con quay quạt, mọi người để ý cái quạt mới bơm luôn, để dùng nước luôn. À, bơm tắt bơm thấy không? Nước vẫn chảy. Nước vẫn chảy như vậy tức là nước tự nhiên từ cái bồn đi xuống, mọi người hiểu không? Bây giờ cái nước này đang chạy. Phong khóa cái đường cấp vô cho cái nước này hết chạy luôn. Đó, Phong đã khóa vô rồi, nó hết chạy rồi. Giờ mở đường cấp vô. Đó, mở ra thấy không? Tức là nước nhà mình như vậy. Ok không? Con này có một công suất duy nhất thôi, nó là 400. Thì ở đây mọi người không có sợ mạnh, nhưng mà được một cái là nó sẽ không có tồn áp trong đường ống và không có độ ồn nước mắt, tên mắt nước nó không sao cả, không ảnh hưởng ha.